Thưa quý vị, chiều nay, Thường trực Thành ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó hút Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trình cùng chủ trì buổi làm việc cùng dự có phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố hồ kỳ minh và phó chủ tịch hội đồng dân dân thành phố cao thị huyền trân hiện nay đảng bộ phong phòng ủy ban nhân dân thành phố có 12 chi bộ trực thuộc với 147 đảng viên trong thời gian qua với sự quan tâm của thường trực thành ủy sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố ủy ban nhân dân thành phố và đảng ủy khối các cơ quan thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy khối trong công tác xây dựng đảng đảng ủy văn phòng ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tuyên truyền quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị quy định của trung ương thành phố hoàn thành tốt các mặt công tác năm 2021 của đảng bộ và các tiêu chí xây dựng tổ chức cơ sở đảng năm 2021 kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 và đạt được kết quả khả quan trong 8 tháng đầu năm. Bên cạnh những ưu điểm, đảng ủy văn phòng ủy ban nhân dân thành phố thẳng thắn diện nhận một số hạn chế tồn tại về công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời đề xuất kiến nghị thường trực thành ủy, ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố và ủy ban nhân dân thành phố một số nội dung về cơ chế tham mưu giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân thành phố nâng cao công tác lãnh đạo chỉ đạo giám sát của quận ủy, huyện ủy, xây dựng kho lưu trữ hiện hành, nhà làm việc của các ban quản lý dự án, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tại phường Hòa Xuân, cải tạo, nâng cấp mở rộng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại trung tâm hành chính thành phố, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và mời tham dự các cuộc họp của các cơ quan, đơn vị